Buổi tập chân sẽ là hôm thử thách và phấn khích nhất nhưng cũng có thể là ác mộng của một số anh em. Sẽ có nhiều cách để sắp xếp các buổi tập chân bởi lịch tập sẽ phụ thuộc vào trình độ tập luyện của từng người khác nhau và ở từng giai đoạn huấn luyện cho từng mục tiêu. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một buổi tập chân thông thường nhưng trước tiên xin bạn đừng quên thể hiện sự ủng hộ bằng cách ấn like cho video này và đăng ký kênh của tôi như thường lệ chúng ta sẽ làm nóng cơ thể bằng cách đi bộ rồi thực hiện các bài tập giãn cơ động và tập trung hơn vào sự linh hoạt của khớp của chân khớp gối và khớp hông nhằm mục tiêu tăng biên độ chuyển động cho các khớp này để tránh sự bù trừ chuyển động các khớp khi bạn bị hạn chế vận động trong thủ tục khởi động chúng ta sẽ chọn bài tập đầu tiên trong lịch tập để làm bài khởi động khoảng 3 tới 4 hiệp với lượng tải nhẹ tầm 30%, 50%, 75% so với mức tạ mà sẽ thực hiện hiệp tập chính thức. Hoặc bạn cũng có thể chọn bài tập đá đùi trước với mức tạ nhẹ để làm nóng cho phần cơ. Thời gian khởi động sẽ phụ thuộc vào thời tiết nóng hay lạnh, phụ thuộc vào trước buổi tập bạn là người ngồi làm việc nhiều hay là một người năng động. Nhưng nó cũng sẽ mất đâu đấy tầm khoảng 10 phút cho tất cả các thủ tục khởi động. Bài tập đầu tiên là squat, thực hiện 4 hiệp, mỗi hiệp 8 lần lặp lại. Tôi đã hướng dẫn chi tiết cách thực hiện bài tập này. Bạn có thể xem lại video hướng dẫn squat trên kênh YouTube Nguyễn Bảo Bằng. Chúng ta sẽ không nên nâng tạ dần lên khi đã vào hiệp tập chính thức. Bạn sẽ căn lượng tạ để có thể hoàn thành được 8 rep. Nếu những hiệp tập sau bạn sẽ đuối sức thì cũng có thể chỉ hoàn thành được ít hơn 8 rep, nhưng sẽ luôn cố gắng gần ngang ngưỡng thất bại ở tư thế chuẩn nhất. Theo thời gian bạn sẽ tăng được số rep lên. Khi mà tất cả số rep trong 4 hiệp đều lên được 10 rep thì lúc đấy chúng ta mới nghĩ tới việc tăng một lượng tạ nhẹ để về thất bại trong 8 rep. Đây chính là một trong những cách tạo ra sự quá tải lũy tiến lên cơ mà tôi đã chia sẻ ở một số video khác trên kênh. Và chúng ta sẽ quy ước rằng nếu tôi nói thực hiện từ khoảng 10 tới 12 rep, nghĩa là chúng ta sẽ áp dụng phương pháp quá tải lũy tiến để tăng khoảng rep thất bại từ 10 rep và theo thời gian trong nhiều tuần sẽ tăng dần tới 12 rep. Sau đấy bạn sẽ tăng một lượng tạ nhẹ để về thất bại với 10 rep. Hãy nhớ rằng khoảng rep nào cũng có thể giúp bạn tăng cơ bắp. Quan trọng là bạn phải đạt tới gần ngang ngưỡng thất bại nên con số chỉ là tương đối. Bạn vẫn có thể tự điều chỉnh để phù hợp với từng cá nhân. Nếu chỉ quan tâm tới độ phì đại cơ bắp mà không cần quá tối ưu cho sức mạnh, bạn cũng có thể thay thế bằng bài tập squat trong máy Smith hoặc squat với tạ dumbbell hay sử dụng máy hack squat. Nó sẽ tùy thuộc vào từng mục tiêu, sở thích và điều kiện thiết bị tập luyện của bạn. Bài thứ hai là Romanian Deadlift thực hiện 4 hiệp, mỗi hiệp 8 tới 10 rep. Tôi sẽ nói nhanh về cách thực hiện bài tập. Bạn kích hoạt cơ sô bằng cách tưởng tượng bẻ cong thanh đòn về phía người của bạn. Lúc này ngực của bạn sẽ hơi mở ra và bạn hạ hai vai xuống hít một hơi sâu rồi nén chặt thành bụng lại như thể chuẩn bị cho ai đấy sắp đấm vào bụng của bạn từ đây bắt đầu hạ tạ xuống bằng cách đẩy hông ra phía sau như thể có một sợi dây buộc vào hông đang kéo bạn ra phía sau lúc này đầu gối hơi gấp nhẹ và bạn luôn giữ thanh đòn sát với hai chân của bạn có thể sẽ để thanh đòn trượt nhẹ lên hai chân của bạn và trong lúc đẩy hông ra sau để đưa tạ xuống bạn cố giữ cho cẳng chân của bạn thẳng đứng vuông góc với mặt sàn như thể có một bức tường phía trước chắn đầu gối của bạn không thể đẩy ra trước bạn sẽ hạ thanh đòn xuống cho tới khi bạn không thể đẩy hông ra phía sau nhưng vẫn đảm bảo lưng của bạn giữ được đường cong tự nhiên nhất của cột sống nhìn theo hướng ngang thân. Biên độ hạ tạ xuống sâu tới mức nào là tùy thuộc vào khả năng linh hoạt của mỗi người. Thường để an toàn, chúng ta sẽ để thanh đòn nằm ở đâu đó trong khoảng dưới đầu gối tới giữa ống chân của bạn. Khi thanh đòn xuống vị trí dưới cùng, bạn vẫn yếm khí nén chặt thành bụng, phát lực để nâng tạ lên và đồng thời thở ra luôn, bằng cách đẩy hông về phía trước trong khi vẫn giữ thanh đòn giữa cơ thể và gần sát với thân người. Khi bạn đã đẩy hông ra gần tới thời điểm thẳng người lên thì gồng mông để kết thúc chuyển động duỗi hông. Lúc này cơ thể đã đứng thẳng hoàn toàn. Bạn tiếp tục lặp lại các hiệp tập tiếp theo và hãy hạ tạ xuống một cách có kiểm soát. Đâu đấy khoảng 2-3 giây khi tạ đi xuống và đâu đấy khoảng 1 giây thực hiện kéo tạ lên vị trí ban đầu. Bài thứ ba là Bulgarian Sit Squat. Bạn sẽ thực hiện bài tập này 3 hiệp, mỗi hiệp 10 tới 12 rep cho mỗi bên chân. Một tip để bạn xác định vị trí của chân phía trước nhằm mục đích ưu tiên cho cơ mục tiêu. Bạn sẽ ngồi lên điểm tựa, sau đấy duỗi thẳng một chân ra. Nơi bàn chân bạn để lúc này chính là vị trí gần như chính xác của chân trước bạn sẽ đặt tại đây. Ở vị trí này, bài tập sẽ tác động đều lên cơ mông và cơ đùi trước. Nhưng nếu bạn ưu tiên động tác vào phần cơ mông thì bạn sẽ tiến chân ra phía trước chừng 3 tới 5 cm tính từ vị trí vừa xác định được. Còn nếu bạn muốn ưu tiên cho cơ đùi trước thì bạn sẽ lùi chân ra phía sau chừng 3 tới 5 cm. Khi thực hiện ưu tiên cho mông thì bạn sẽ để thân trên nghiêng ra phía trước nhiều hơn nhằm mục tiêu tăng biên độ gấp duỗi hông. Còn nếu ưu tiên cho đùi trước thì bạn sẽ để cơ thể có xu hướng thẳng hơn. Lúc thực hiện bài tập bạn sẽ nên thực hiện hết biên độ chuyển động. Ít nhất đùi trước sẽ gần như song song với mặt sàn. Lúc này đầu gối phía sau gần như chạm vào mặt sàn. Với những bài tập thực hiện từng bên, bạn sẽ ưu tiên chân không thuận tập trước, chân thuận sẽ tập sau. Để linh hoạt hơn cho chân sau, bạn sẽ nên tìm điểm kê, ví dụ như máy đá đùi trước hoặc với máy Smith khi hạ thanh đòn xuống và lắp thêm miếng đệm mút vào thanh đòn. Với những điểm kê chân sau như thế này sẽ tạo ra sự linh hoạt thoải mái. Bài tập thứ tư là móc đùi so với máy, thực hiện 3 hiệp, mỗi hiệp 10 tới 12 rep. Một vài lưu ý, bạn sẽ điều chỉnh miếng đệm sao cho sau khi nằm lên máy sẽ thỏa mãn 3 điều kiện sau. Một là miếng đệm sẽ nằm ngay gần của chân của bạn, hai là đầu gối của bạn sẽ nằm ngay trên đường thẳng đi qua trục khớp xoay của máy tập. Đối với hầu hết các loại máy thì phần đầu gối sẽ nằm ra ngoài ngay điểm cuối cùng của mép đệm ghế tập. Ba là khi chân của bạn tiếp xúc với miếng đệm ở chân, đầu gối của bạn lúc này phải hơi cong, tránh trường hợp bạn điều chỉnh máy khiến đầu gối ở điểm bắt đầu này mà đã quá thẳng khi chân chạm vào miếng đệm có một điểm lưu ý mà ít người biết tới điều này sẽ liên quan tới phần cơ bắp chuối của bạn tôi sẽ nói qua về phần cơ bắp chuối để giải thích cho vấn đề này Bắp chuối sẽ bao gồm hai cơ là Gastrocnemius và Soleus. Trong hai cơ của bắp chuối thì có một cơ đặc biệt chính là Gastrocnemius, nó băng qua hai khớp, vừa băng qua khớp của chân, nó cũng vừa băng qua cả khớp gối. Nên ở chuyển động gấp gối, cơ Gastrocnemius này cũng sẽ tham gia và cơ Gastrocnemius này sẽ tham gia nhiều nhất ở khoảng 15 độ đầu tiên khi bạn thực hiện động tác nằm gấp gối trong bài tập nằm móc đùi sau. Vì vậy, bạn chỉ cần dừng lại ở vị trí chân còn hơi gấp và đảm bảo dây cáp máy tập vẫn luôn căng ở vị trí này của chân. Với bài tập móc đùi sau này, thông thường các bạn hay tập với lượng tạ nặng và khi thả chân xuống rất nhanh, bạn hãy chú ý lúc duỗi chân ra hãy nên duỗi chậm có kiểm soát. Suy nghĩ về phần cơ đùi sau đang kiểm soát chuyển động cả lúc chân duỗi ra và lúc chân gấp lại. Nếu bạn có máy ngồi móc đùi sau sẽ hiệu quả hơn so với máy nằm móc đùi sau, do khi ở tư thế ngồi phần khớp hông đang gấp lại nên cơ đùi sau sẽ được căng ra nhiều hơn. Trên kênh youtube của tôi thuần túy chia sẻ những nội dung hữu ích sẽ không có những hành động câu view. Vì vậy tôi thật sự cần sự giúp đỡ hỗ trợ của các bạn bằng cách chia sẻ video cho nhiều người biết tới. Đấy là sự động viên rất lớn cho tôi để tiếp tục nỗ lực bỏ công sức thời gian liên tục quay dựng chi tiết video để phụng sự cộng đồng. Tôi sẽ rất rất cần sự động viên của các bạn với những hành động như để lại bình luận, like video và đăng ký kênh. Đặc biệt là nhờ các bạn chia sẻ video cho nhiều người biết tới. Mong rằng các bạn đừng quên thể hiện sự ủng hộ động viên bằng những điều như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua bài tập thứ 5 của bài tập chân là ngồi đá đùi trước về máy, thực hiện 3 hiệp mỗi hiệp 10 tới 12 rep. Hãy nhớ rằng phần cơ tứ đầu đùi, đùi của bạn được tạo thành từ 4 cơ. Trong 4 phần này có một cơ rất đặc biệt là cơ thẳng đùi. Cơ này sẽ băng qua khớp hông để nối lên xương chậu và đầu kia nó di chuyển xuống giữa đùi để băng qua khớp gối. Vì cấu trúc đặc biệt như vậy nên trong các phần của cơ đùi trước thì cơ thẳng đùi này sẽ không được kích hoạt tốt đối với các bài tập như squat, đạp đùi. Mặc dù các bài tập này rất tốt cho các phần còn lại của cơ đùi trước. Phần cơ thẳng đùi sẽ được kích hoạt rất tốt trong bài tập đá đùi trước về máy. Chính vì vậy, trong buổi tập chân, bạn sẽ nên có bài tập đá đùi trước về máy. Bài thứ 6 là đứng nhón gót chân về máy Smith, bạn sẽ để một vật gì đấy có thể kê cao mũi bàn chân lên để tạo ra biên độ chuyển động tốt cho bài tập này. Bắp chuối sẽ là nhóm cơ được tham gia rất nhiều trong các bài tập khác cũng như trong các sinh hoạt vận động, nên bạn sẽ nên tập với số rep thất bại cao. Bài tập này bạn tập 3 hiệp, mỗi hiệp 12 tới 15 rep. Ở hiệp thứ 3 khi đã hoàn thành được 15 rep, bạn có thể cố tình giữ ở điểm dưới cùng này chừng 5 giây nhằm tạo ra sự quá tải lũy tiến lên cơ bắp. Sau đấy tiếp tục nhón ăn gian biên độ chuyển động tới khi không thể nhón được nữa thì thôi. Thông thường một tuần sẽ có ít nhất 2 buổi tập chân. Nên buổi tiếp theo bạn sẽ ngồi nhón bắp chuối. Đứng và ngồi thực hiện bài tập sẽ có sự khác nhau lên hai nhóm cơ bắp chuối là gastrocnemius và soleus. Vậy là chúng ta đã hoàn thành 6 bài tập chân. Thông thường sẽ có hai bài tập bụng nhưng nó cũng tùy thuộc vào cấu trúc lịch tập tổng thể của bạn. Nếu như bạn xếp bụng vào buổi tập chân sẽ thực hiện hai bài tập đu xà gấp bụng và bài gấp bụng trên với tấm thảm. Còn có rất nhiều các bài tập bụng khác, bạn chỉ cần chọn một bài tập ưu tiên các múi bụng trên và một bài ưu tiên các múi bụng dưới, thực hiện mỗi bài hai hiệp mỗi hiệp 8 tới 12 rep. Về kế hoạch tập luyện tổng thể trong tuần nó sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố để bạn lên cấu trúc lịch tập phù hợp. Bạn cũng có thể chia buổi tập chân thành hai buổi trong tuần một buổi ưu tiên tập mặt trước và một buổi ưu tiên tập mặt sau của chân bao gồm cả mông. Mặc dù kế hoạch tập luyện là vô cùng quan trọng nhưng nó cũng cần được kết hợp với một chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp bạn hồi phục và phát triển cơ bắp. Nếu như bạn cần có một chương trình tăng cơ giảm mỡ dựa trên cơ sở khoa học được xây dựng cá nhân hóa cho từng người, hướng dẫn chi tiết từng bài tập cũng như chế độ dinh dưỡng phù hợp với điều kiện. Bạn đừng quên tôi có chương trình PT online, hãy nhắn tin cho tôi qua fanpage hoặc link website gym.nguyenbaobang.com để tham gia chương trình. Mời các bạn xem thêm các video về dinh dưỡng ở bên này và các video về tập luyện ở bên này trên kênh youtube của tôi. Nếu thấy video này hữu ích thì xin bạn đừng quên thể hiện sự ủng hộ bằng cách ấn like và đăng ký kênh của tôi cũng như để lại những bình luận cho tôi biết sự nỗ lực chia sẻ của mình đã không vô nghĩa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin gửi lời chào đến từ kênh youtube Nguyễn Bảo Bằng.